sĩ gạo cội của sân khấu cải lương miền Nam bị đột quỵ sau ngày sinh nhật. Thông tin nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu được nghệ sĩ Hoa Lan, vợ của ông, chia sẻ với truyền thông. Theo nghệ sĩ Hoa Lan, sáng ngày 11 tháng 10 năm 2019, khi đang uống cà phê tại một quán gần nhà, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh bất ngờ bị tụt huyết áp và đột quỵ. Sau đó gia đình đưa nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh vào bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ông đã qua cơn nguy kịch do được các bác sĩ tại đây cấp cứu kịp thời. Nghệ sĩ Hoa Lan cho biết, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi vì lượng đường huyết tăng cao. Trước đó vào ngày 9 tháng 11, gia đình nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 80 cho ông. Dù tuổi cao, nhưng hiện tại nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh vẫn miệt mài với công việc nghệ thuật. Đến nay, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh đã có 60 năm theo nghề. Ông sở hữu hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, từng là kép độc danh tiếng của sân khấu cải lương miền Nam. Tuy nhiên, ở tuổi 80, vợ chồng ông vẫn phải ở nhà thuê tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và mang trong mình căn bệnh tim suốt hơn 20 năm qua. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương hồi sinh sau cơn bạo bệnh, muốn trả ơn đời bằng cách hiến tặng khi qua đời. Kể về cơn bạo bệnh, Minh Vương chia sẻ rằng ông phát hiện mình bị suy thận vào năm 2011. Sau đó cứ đều đặn 3 lần một tuần ông phải chạy thận để duy trì sức khỏe. May mắn, sau đó ít lâu ông nhận được một quả thận được hiến tặng từ một người thanh niên. Điều này giống như việc ông trời ban cho Minh Vương thêm một cơ hội sống để cống hiến cho đời một lần nữa. Vào thời điểm nằm trên giường bệnh, Minh Vương thấy vô cùng chán nản, mệt mỏi. Ông nhớ sân khấu và khán giả của mình. Cũng có lẽ nhờ những giây phút này mới khiến ông càng thêm yêu cuộc sống. Sau khi phẫu thuật, sống một cuộc đời mới, Minh Vương luôn quan niệm, tôi quan niệm mình hãy sống như đứa trẻ, cứ lạc quan không lo nghĩ quá nhiều về ngày mai, đừng để những ràng buộc về tuổi tác làm mình trở nên già nua sầu muộn, bởi cuộc sống xung quanh mình vẫn đang có rất nhiều niềm vui mỗi ngày. Bên cạnh đó, Minh Vương còn chia sẻ rằng ông sẽ hiến tặng sau khi ông qua đời. Đó cũng là một cách để người nghệ sĩ cảm ơn cuộc đời, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là quan niệm có thể dùng những bộ phận cơ thể của mình để cứu sống người khác. Tâm niệm của Minh Vương khiến không ít người ngưỡng mộ và xúc động, vì có lẽ ít ai có thể nghĩ đến việc này như ông. Hiện tại Minh Vương vẫn thường xuyên lui tới bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để lấy thuốc. Ông chia sẻ, một ngày ông sẽ uống thuốc 2 lần vào buổi sáng và tối. Chính vì sức khỏe của mình không được tốt, nên việc tuân thủ theo việc uống thuốc như thế này cũng là một điều cần thiết. Trong căn phòng của mình, Minh Vương bày trí nhiều hình ảnh cùng các bài báo viết về sự nghiệp của mình. Nam nghệ sĩ cho biết, ước nguyện lớn nhất của ông sau sức khỏe là sẽ có thể tổ chức một buổi triển lãm để mọi người có thể xem những hình ảnh cũng như sự nghiệp của mình. Trong sự nghiệp của Minh Vương, ông nhận được 2 giải thưởng danh giá nhất là giải Khôi Nguyên Vọng Cổ năm 64 và giải Nghệ sĩ Nhân dân. Ở tuổi 70, Minh Vương vẫn siêng năng đi diễn ở nhiều sân khấu để có thể dùng tiếng hát của mình phục vụ cho bà con. Gần đây, Minh Vương thường xuyên biến tấu kết hợp những bài nhạc mới, nhạc trẻ với cải lương để có thể dễ dàng tiếp cận với khán giả. Cải lương phải làm mới thì khán giả mới tới, nếu một chiều thì khán giả sẽ quên dần, Minh Vương bộc bạch. 70 năm cuộc đời, điều tôi hay hạnh phúc nhất là lúc nào cũng được mọi người yêu thương. Giờ tôi luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tận hưởng niềm vui bên gia đình, vợ con. Chỉ mong sức khỏe ổn định như thế này để tôi còn có thể tiếp tục làm nghề thêm vài năm nữa, nghệ sĩ Minh Vương chia sẻ.